Một trò chơi truyền hình từ Italia nay đã có mặt tại Việt Nam. Vòng xoay bất ngờ, cùng người đồng hành vui tính, luật chơi bị đảo ngược. Đó là đáp án đúng mà phải nói ngược lại. 52 lá thăm, ai sẽ là chủ nhân tạm thời của chiếc ghế đỏ? Người kế tiếp sẽ chính thức ra mắt khán giả Việt Nam vào lúc 21 giờ thứ năm hàng tuần, bắt đầu từ 19 tháng 9 năm 2013 trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Hãy truy cập website ngườikếtiếp.vn để có cơ hội trở thành người chơi của chương trình.